Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại kênh channel của Dũng Chảo Audio. Và trong ngày hôm nay thì em đang trước mặt các bác thì đang là một cấu hình 25 triệu em phối ghép cho anh Thành Sơn La để trước khi gửi về cho anh đấy. Thì cấu hình 25 triệu này bên em sử dụng cho anh đầy đủ cấu hình full combo thiết bị của Koda, bao gồm model là vang số S10. Đấy. Và đôi loa thì trong cái cấu hình này do bên Koda cũng đang tặng hết hàng những loa full và xúc điện, thì em có phối ghép cho anh chị một cái bộ combo loa của TL Sound, một trong những thương hiệu âm thanh rất là chất lượng mà cũng như là giá thành rất là hợp lý. Đấy, với combo 25 triệu này thì em đã phối ghép và được một tủ máy 8U rất là đẹp, một con quản lý nguồn Koda, một con mic Koda S12, một con lưng tiếng, và đặc biệt là con vang số này thì bên em đã set up ngon lành rồi và anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Con đẩy hai kênh KP2650A. Thì con xúc điện 40 đây của TL Sound là một trong những cái con xúc điện mà bên em rất tin tưởng, vì nó rất là đẹp và cái chất âm nó đem ra rất là mềm mại, cũng như cái căng nó được thiết kế bằng kim loại sơn tĩnh điện này, thì đảm bảo cái độ chắc chắn cũng như là tránh sử dụng lâu dài nó xoay cho cái ê căng lỉ nhá. Và em sẽ test một cái đoạn nhạc lên một chút để cho các bác cùng thưởng thức. Đấy, con đẩy này thì nó có chế độ đèn báo nhiệt nhá.